Xả hàng cực lớn các bác ơi, giá cực rẻ, giá phải gọi là rẻ nhất Việt Nam các bác nhá. Nay bên cửa hàng nhà em lên sóng xả mẫu loa rời từ neo côn 76, bát 25, bát 30 và bát 40 cho các bác. Hôm vừa rồi bên cửa hàng nhà em có nhập được một lô hàng số lượng lớn từ nhà máy nên là giá rất là rẻ, giá phải gọi là rẻ sập sàn luôn đấy các bác. Nên hôm nay bên cửa hàng nhà em làm video lên sóng để thông báo đến cho các bác. Với những cái dòng bát neo này cho các bác vừa chơi gia đình, sân vườn, hoặc bác nào đi làm show sự kiện mà các bác sử dụng từ neo ba cái mẫu này thì bên em cam kết luôn xả mức giá rẻ nhưng mà chất lượng luôn cho các bác nhá. Tiêu chí bên cửa hàng nhà em này ngon, bổ, rẻ nên các bác yên tâm luôn. Không lo về giá mà lại chất lượng, ok chưa các bác? Bên em bán hàng bằng uy tín, không treo đầu dê, bán thịt chó các bác nhá. Nên là em hàng có như nào em giới thiệu và bán như vậy. Bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu mẫu đầu tiên các bác nhé. Đây là mẫu cái điểm chung của mẫu ba mẫu bát này, bát 25, bát 30 và bát 40. Cái côn của nó các bác, cái côn của nó đều là côn 76 các bác nhé. Đấy, ba mẫu thì nó phân ra nó chỉ khác nhau mỗi kích thước thôi. Đây là dòng bát 25 leo khối này. Đấy, con này gân vải lại ba gân đó nhá, ba gân tẩm dầu, màng đen và nón đen, màng chống nước các bác nhá. Đây côn 76 đây, từ neo rất là dày, neo của JBL các bác nhá. Con này cho ra công suất từ khoảng 500W trên một củ, 2, 4, 6, 8 cái lỗ tản nhiệt ở mặt bích neo đây các bác nhá. Với dòng bát 25 neo khối côn 76 này, em đang bán là 1.950.000 một đôi này, thị trường bán hơn 2 triệu các bác nhá, 2.3, 2.4 gì đó, em bán có 1.950.000 thôi. Chuyển sang đây là tương tự, thì đây là con bát 30 đường kính to hơn. Bát 30 thì gân vải tẩm dầu hai gân, màng đen và nón đen, màng của nó cũng là màng chống nước, côn 76 luôn. Con bát 30 này thì công suất rơi vào tổng là 600W, chừa kháng 8 ohm. Đấy, đít từ neo cũng như vậy luôn các bác nhé. Con bát 30 này thì có giá là 2.150.000, trên thị trường bán gần 3 triệu các bác ơi. Ok chưa các bác? Đấy. Đây chuyển qua dòng 40. 40 này thì cho các bác nào mà lắp sân vườn này, làm array thì cực hay luôn. Con 40 thì màng của nó rất là sâu. Đấy, côn 76 luôn. Với dòng 40 này cũng là màng gân vải, hai gân tẩm dầu, màng chống nước và mũ chống nước luôn. 40 cũng thế các bác nhé. Với con 40 thì cho ra công suất 800W, chở kháng 8 ohm trên một cái. Toàn bộ là của lo xương nhôm đúc đấy các bác nhé. Và xương của nó là xương xương BNC, xương trẻ hai ngón tay, hoặc nhìn nó như con cá các bác. Đấy, à nhầm, báo giá bát 40 cái nhỉ. Bát 40 trên thị trường bán 3 triệu rưỡi em, ba mấy triệu gì đấy, tầm tầm đấy. Các bác biết em bán bao nhiêu không? 2.350.000 một đôi các bác nhé, giật mình chưa? Đấy, với mức giá như vậy thì em xả hàng cho các bác để ưu đãi cho các bác. Tại vì sao? Bên em ôm được một lô bên nhà máy rất là rẻ luôn. Phải biết chỗ mới ôm được giá rẻ đúng không các bác? Ngon bổ rẻ cho các bác nhá. Cam kết cho các bác luôn. À, các bác nào muốn video test của ba mẫu này thì liên hệ em để em gửi video test cho các bác xem nhé. Em đều có video test hết. Có thể kết bạn qua Zalo để em gửi video test. Chắc có lẽ là dừng video đi. Các bác nào mà mua hàng số lượng nhá, đặt số lượng bên cửa hàng nhà em điện trực tiếp cho em. Mua lẻ em bán lẻ các bác nhá. Nói chung là cứ mua hàng thì điện cho em vào số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em. Nếu có bác điện máy bận thì vui lòng cứ kết bạn qua Zalo, nhắn tin qua Zalo thì 100% tin nhắn qua Zalo bên em trả lời hết nhá. Đấy, em giao hàng toàn quốc. Video này mà hay các bác nhớ ấn like, vẫn chia sẻ, vừa đăng ký kênh ủng hộ nhà em nhá.